cầm lấy đi mua quần áo nhá. Cái gì? Anh được thưởng gần 100 triệu mà anh chỉ cho em có 1 triệu đấy á? Anh đúng là không yêu em mà. Chị cười cái gì vậy? À, chị chỉ tức thay em thôi. Sao anh được lĩnh nhiều tiền thưởng như vậy? Đáng lẽ anh nên đổi cái công ty nào á mà chỉ được thưởng 500.000 thôi. Hả? Cái xong rồi đi vay thêm 500.000 nữa, đem tất cả tặng cho người yêu. Như vậy thì cô ấy mới cảm động được. Phụ nữ đâu có cần nhiều tiền đâu, người ta chỉ cần thành ý, anh có bao nhiêu anh cho hết là được. À, mà chắc em chê người yêu em cho em ít tiền. Bình thường em cũng hay mua đồ hiệu cho người yêu lắm nhỉ. Ơ, thế bình thường không hay mua đồ cho người yêu à? Thế mà người yêu em cho em tiền, em lại còn chê ít. Đứa con gái nào mà chẳng như vậy. Em à, thay vì em ngồi đây chê người yêu em cho em ít tiền, thì em nên xem lại giá trị của bản thân mình đi.